Xin được quay trở lại với phòng kỹ thuật và chúng ta sẽ đến với câu hỏi qua clip. Và bây giờ thì chúng tôi đã có thể nghe được âm thanh rồi ạ. Câu hỏi này dành cho phó sư tiến sĩ Vũ Thị Thanh Huyền và xin mời chị lắng nghe. Xin chào Bảo Sức Khỏe và Đời Sống. Tôi tên là Trần Thị Nhung, năm nay tôi mới 38 tuổi. Hiện nay tôi đang là phó hiệu trưởng của trường trung cấp Y khoa Miền Trung tại thành phố Vinh, Nghệ An. Chương trình cho tôi hỏi một số câu hỏi liên quan đến bệnh của phụ nữ. Khoảng 2 tháng nay thì tôi thấy cơ thể mình có nhiều thay đổi. Tôi hay bị nóng bừng, đổ mồ hôi. Đêm ngủ thì tôi hay tỉnh giấc vì nóng, cảm thấy nóng bừng trong người. Tôi cũng hay thấy cáu dần, bực bội trong người. Với vấn đề kinh nguyệt thì tôi thấy vẫn đều, nhưng mà lại ít ngày hơn trước đấy. Vậy chương trình cho tôi hỏi liệu tôi có phải bị mãn tính không ạ? Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của chị Nhung. Thứ nhất, với các vấn đề chị đưa ra ở độ tuổi cũng xung quanh cận kề mãn kinh, áp lực công việc cũng nhiều với cương vị hoạt động của chị là phó hiệu trưởng của một trường trung cấp y học. Bên cạnh đó thì có cáu giận, khó tính, tính tình thay đổi, có những cái cơn bốc hỏa. Đó cũng tương đối là phù hợp với các cái triệu chứng của giai đoạn tiền mãn kinh. Kinh nguyệt thì đến giai đoạn này tương đối đều, nhưng số ngày chu kỳ kinh đã thay đổi, các chu kỳ kinh kéo dài hơn. Vậy đó là một cái biểu hiện tương đối rõ ràng là của chu kỳ mãn kinh, tiền mãn kinh. Và vấn đề của tiền mãn kinh thì trong suốt thời lượng của ngày hôm nay, chúng ta sẽ chủ đề làm sao mà níu giữ thanh xuân, đúng không? Kéo dài cái thời gian của tuổi thanh xuân của chúng ta. Thì thứ nhất, chúng ta sẽ cố gắng điều chỉnh các thái độ, hành vi của chúng ta. Tôi biết công việc của chị cũng khá là áp lực, nhưng tuy nhiên, như chị Thủy đã chia sẻ, chúng ta nên cố gắng giảm bớt các cái áp lực bằng mình, bằng cách chia sẻ công việc với các cái đồng nghiệp. Chúng ta có các cái buổi giao lưu, các buổi tạ đàm để có thể chia sẻ bớt công việc của chúng ta. Còn về phía gia đình thì chúng ta cũng nên chia sẻ với chồng, với con các cái nỗi khó chịu, cái bực dọc của chúng ta để được chia sẻ, nhận sự chia sẻ của những người thân trong gia đình. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng tăng cường bản thân, như chị Nhung hoàn toàn có thể tăng cường tập thể dục, đúng không? Đơn giản chúng ta đừng nghĩ là một cái buổi tập thể dục nó quá là nhiều. Các ghi nhận về vấn đề tập thể dục, người ta thấy một cái thời lượng một ngày thôi chỉ cần 15 đến 20 phút yoga với những bài tập chọn lọc từ trình độ ban đầu cho đến các trình độ nâng cao thì có thể điều hòa lại nội tiết ở trong cơ thể và cũng có thể làm giảm chậm lại cũng như điều hòa lại lượng estrogen. Bên cạnh đó thì chị có thể tập tất cả các hình thức gì mà chị cảm thấy thoải mái, như có thể đi bộ, đạp xe, bơi hoặc tập gym, tất cả các hình thức mà chị tập luyện với những thời gian phù hợp, không cần là sáng hay trưa hay là tối, với thời lượng của chị phù hợp, hoặc đơn giản chỉ có thể là chị tìm ra một khoảng không gian thư giãn ở trong ngày thì cũng có thể giúp điều tiết lại các cái nội tiết ở trong cơ thể chị. Bên cạnh đó, nếu như vấn đề từ hoạt động thể lực, tức là những cái biện pháp không dùng thuốc mà chưa thỏa mãn, đúng không? Chúng ta phải chia sẻ với đồng nghiệp, với người thân, với gia đình và các cái liệu pháp tập thể dục. Thì chị cũng có thể cân nhắc giống như các cái thực phẩm dầu dinh dưỡng mà Evo Flavon như phó sư Mai đã nói, đúng không? Chúng ta có thể các giá đỗ, đậu nành, đúng không? Làm tăng cái nguồn estrogen có nguồn gốc tự nhiên để cải thiện sự sụt giảm estrogen của chúng ta. Còn nếu như mà chị đã áp dụng các biện pháp đó mà vẫn còn thấy khó chịu thì chị có thể đi thăm khám, gặp các bác sĩ nội tiết hay bác sĩ sản để có thể được chia sẻ các vấn đề và chúng tôi sẽ đưa ra chị những cái liệu trình thăm khám cụ thể hơn để tư vấn cho chị phù hợp. Vâng, xin được cảm ơn phó giáo sư Vũ Thị Thanh Huyền.